Hôm nay cũng là một cái duyên rất là đặc biệt, Nguyệt Ánh được đến đây để góp phần tưởng niệm 25 năm tinh thần Trần Văn Bá. 25 năm Nguyệt Ánh giữ trong lòng hình ảnh của một vị anh hùng. Và ngoài Nguyệt Ánh cũng có một đôi bạn đến thật xa, cũng vì cái tinh thần Trần Văn Bá mà đến đây. Nguyệt Ánh đã được gặp anh chị từ ở Sydney, Australia. Và anh chị cũng vậy, không ngại đường xá xa xôi đến đây để họp mặt cùng với tất cả chúng ta. Cho phép Nguyệt Ánh được hát bài hát kế tiếp sắp sửa đưa gửi đến quý vị mà Nguyệt Ánh đã viết cho anh Trần Văn Bá, nhưng không hát một mình mà xin hát như là một lời ca ngợi những con người đã vì quốc vong thân, những anh hùng Việt Nam. Và hát với Bảo Khánh từ Sydney, là Bảo Khánh đang đứng gần với Nguyệt Ánh đây. Và ngoài ra ở tại Âu Châu, xin mời chị Trang Khanh. Trang Khanh có mặt ở đây chưa? Thì hôm nay ba chị em, một người từ Mỹ Châu, một người từ Úc Châu, một người tại Âu Châu, ba tiếng hát sẽ cùng thắp lên những nén hương lòng để gửi đến anh hùng Trần Văn Bá và tất cả những vị anh hùng đã vì quốc vong thân. Trong bóng đêm nhạt mờ kia, hồn ai đứng đó, hay chỉ là cơn mơ? Sắc dù phơi giữa biên cương, dù quê người hay đất.
quên thân, quên thù.